Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Cô mời lớp các em quan sát hình. Khi mà các em đứng ở dưới sân trường á, mà lúc trời nắng á, thì các em thấy dưới chân của các em sẽ xuất hiện gì? Đó chính là, thông thường chúng ta vẫn hay gọi là cái bóng đúng không? Và với tên gọi cái bóng á, thì chúng ta còn có thể gọi một tên gọi khác, đó chính là hình chiếu. Vậy thì thế nào là hình chiếu, làm sao để vẽ được một hình chiếu thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài số 2 là bài hình chiếu. Bài này rất quan trọng nha các em. Đây là bài nền tảng để cho chúng ta sẽ học tiếp theo những bài tiếp theo. Những bài tiếp theo chúng ta sẽ học hình chiếu của khối đa diện, khối tròn xoay. Thì bài 2 này sẽ là bài nền tảng nha. Tìm hiểu khái niệm về hình chiếu. Nội dung thứ hai là các phép chiếu, các hình chiếu vuông góc và vị trí các hình chiếu. Thứ nhất, tìm hiểu về khái niệm về hình chiếu. Cô mời các em quan sát hình 2.1. Hình màu đen á, ký hiệu A phẩy, đây chính là hình chiếu. Biển báo A, đây là vật thể. Rồi, cái đèn nè, đèn đường thì phát ra các tia chiếu. Tia chiếu, chiếu vật thể, chiếu qua vật thể. Xuống, hình màu xanh, mặt phẳng màu xanh, đây là mặt phẳng chiếu. Rồi, thế thì dùng tia chiếu, chiếu vào vật thể. Lên trên mặt phẳng chiếu, thì hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu. Thì khái niệm hình chiếu, khi vật thể được chiếu lên mặt phẳng chiếu, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu. Vậy thì để có hình chiếu cần đảm bảo các yêu cầu sau. Đầu tiên cần có vật thể. Thứ hai là tia chiếu. Và thứ ba là mặt phẳng chiếu. Tìm hiểu về các phép chiếu. Cô mời các em quan sát hình A, phép chiếu xuyên tâm. Đối với phép chiếu xuyên tâm thì các tia chiếu có đặc điểm là gì? Đó chính là cùng xuất phát từ một điểm O. Vật thể nè, ABC, màu xanh. Hình chiếu màu vàng, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Vậy thì các em nhận xét gì về đối với kích thước của hình chiếu so với vật thật? Đó là kích thước hình chiếu sẽ lớn hơn so với vật thật. Thì trường hợp nào mà các em thấy hình chiếu của mình rất lớn hơn so với em? Đó chính là khi mà cúp điện mà chúng ta sử dụng đèn cầy đó nha. Khi chúng ta sử dụng đèn cầy thì em sẽ thấy hình chiếu của mình sẽ rất lớn so với em. Thì bởi vì nó là dạng của phép chiếu xuyên tâm. Các tia chiếu sẽ cùng xuất phát từ một điểm, đó chính là ngọn đèn. Tiếp theo, hình B là phép chiếu song song. Các tia chiếu sẽ song song với nhau. Hình C là phép chiếu vuông góc. Các tia chiếu sẽ vuông góc với mặt phẳng chiếu. Do các tia chiếu cùng vuông góc với mặt phẳng chiếu thì dẫn đến trường hợp là các tia chiếu sẽ song song với nhau. Vậy thì phép chiếu vuông góc sẽ được phát biểu như sau. Các tia chiếu sẽ song song với nhau và hợp với mặt phẳng chiếu một góc là 90 độ. Vì phép chiếu song song thì các tia chiếu song song với nhau và hợp với mặt phẳng chiếu một góc khác 90 độ. Trong ba phép chiếu này, đặc biệt lưu ý đến phép chiếu vuông góc, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng phép chiếu vuông góc để vẽ hình chiếu vuông góc. Trong chương vẽ kỹ thuật này, chúng ta sẽ ứng dụng phép chiếu vuông góc để vẽ hình chiếu. Được chưa? Chúng ta sẽ ứng dụng phép chiếu vuông góc để vẽ hình chiếu vuông góc nha. Đó là các tia chiếu sẽ vuông góc với mặt phẳng chiếu. Tìm hiểu về các mặt phẳng chiếu. Cô mời các em quan sát. Có ba mặt phẳng chiếu. Thứ nhất, mặt phẳng chiếu đứng.
À, lớp nhìn à, mặt phẳng chiếu đứng. Vị trí của mặt phẳng chiếu đứng là mặt chính diện. Vậy thì lớp hãy liên tưởng đến lớp học mình. À, khi các em ngồi ở trên ở vị trí ở cái bàn của mình đó, thì nhìn lên nhìn 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 chính diện á, thì cái mặt phẳng chính diện đó chính là mặt bảng. Vậy thì bảng sẽ tương ứng là mặt phẳng chiếu đứng. À, tiếp tục mặt phẳng chiếu bằng. À, vị trí của mặt phẳng chiếu bằng là mặt nằm ngang. Về trong lớp học mình, mặt phẳng nằm ngang bên dưới tương ứng sẽ là sàn ha. Vì sàn sẽ tương ứng là mặt phẳng chiếu bằng. À, và tiếp tục mặt phẳng chiếu cạnh là mặt cạnh bên phải của mặt phẳng chiếu đứng. Về lớp học chúng ta thì cái bức tường bên tay phải của các em đó thì đó là mặt phẳng chiếu cạnh, và ba mặt phẳng này sẽ vuông góc với nhau. À, công dụng của mặt phẳng chiếu dùng để làm gì? Dùng để chứa hình chiếu. Vì tương ứng có ba mặt phẳng chiếu sẽ có bao nhiêu hình chiếu? Tương ứng sẽ có ba hình chiếu. À, chúng ta có vật thể được đặt bên trong ba mặt phẳng chiếu. Ba mặt phẳng chiếu này sẽ vuông góc với nhau. À, và đây đây là mặt phẳng chính diện là mặt phẳng chiếu đứng đây. Mặt phẳng nằm ngang là mặt phẳng chiếu bằng. Mặt cạnh bên phải là mặt phẳng chiếu cạnh. Vậy thì để vẽ hình chiếu đứng thì chúng ta sẽ chiếu lên mặt phẳng chiếu đứng và sử dụng đó là sử dụng phép chiếu vuông góc. À, trong ba phép chiếu hồi nãy chúng ta học đó thì chúng ta sẽ ứng dụng phép chiếu vuông góc để vẽ hình chiếu vuông góc nha các em. Đây, hướng chiếu đây. Hướng chiếu chính diện nhìn từ trước tới, em sẽ thấy được mặt phẳng phía trước nè. Thấy được hình dạng của hình chiếu đứng đây. Vậy thì hướng chiếu của hình chiếu đứng là có hướng chiếu từ trước tới. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới. À, và tiếp theo là vẽ hình chiếu bằng. Thì hình chiếu bằng chúng ta cũng sẽ chiếu xuống mặt phẳng chiếu bằng. Vậy thì để chiếu xuống mặt phẳng chiếu bằng sử dụng phép chiếu vuông góc. Thì hướng chiếu sẽ là hướng chiếu từ trên xuống. Bắt buộc chúng ta phải nhìn từ trên xuống ha, chiếu từ trên xuống để chiếu xuống mặt phẳng chiếu bằng nằm bên dưới. Mặt phẳng hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống. Hình chiếu cạnh thì chúng ta buộc lòng phải chiếu sang mặt phẳng chiếu cạnh này đây. Mặt phẳng bên tay phải nè. Vậy thì hướng chiếu sẽ là hướng chiếu từ trái sang. Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. Chúng ta sẽ nhìn từ đây nhìn qua nha các em. À, và đây là nội dung mà các em phải nhớ nè, từ cái chương vẽ này. Phải nhớ cái nội dung này hết đến hết chương vẽ luôn nha các em. Phần các hình chiếu này, hướng chiếu của các hình chiếu buộc lòng phải nhớ đến hết chương vẽ kỹ thuật. À, sau khi mà ba mặt phẳng chiếu đã nhận hình chiếu, đã có hình chiếu, thì người ta sẽ mở ba mặt phẳng. Về tương ứng, đây là mặt phẳng chiếu đứng, dưới đây là mặt phẳng chiếu bằng, bên đây là mặt phẳng chiếu cạnh. À, đây là bản vẽ của cô nè. Nếu cô lấy trục nằm ngang để chia bản vẽ này ra làm hai
thì sẽ chia bản vẽ làm hai phần, đó là bên trên và phần bên dưới. Nếu cô vẽ trục thẳng đứng để chia bản vẽ này ra làm hai, thì sẽ có phần bên trái và bên phải. Được chưa? Vậy thì các em nhìn cho cô coi hình chiếu đứng được đặt ở vị trí nào trên bản vẽ? Hình chiếu đứng được đặt bên trái của bản vẽ. Hình chiếu bằng sẽ so sánh với hình chiếu đứng. Vậy thì hình chiếu bằng sẽ đặt bên dưới hình chiếu đứng. Hình chiếu cạnh đây so sánh với hình chiếu đứng. Vậy hình chiếu cạnh sẽ nằm bên bên phải của hình chiếu đứng. Phần này chúng ta phải nhớ đến hết chương vẽ ha. Từ đây về sau chúng ta sẽ áp dụng phần vị trí của các hình chiếu này để gọi tên của các hình chiếu. Chúng ta vừa mới phần học xong cái phần vị trí các hình chiếu. Vậy dựa vào phần vị trí thì chúng ta xác định nè. Bên trái đây là hình chiếu đứng. Hình nằm bên dưới hình chiếu đứng là hình chiếu bằng. Hình bên tay phải của hình chiếu đứng là hình chiếu cạnh. Thì dựa vào phần vị trí các hình chiếu này, các em hãy gọi tên hai hình chiếu ở hình ở bản vẽ B. Hình số 1 tên là hình chiếu gì vậy các em? Hình chiếu đứng. Hình số 2 là hình chiếu bằng. Chúng ta biết được nhờ vào phần vị trí ha. Tiếp tục nè. Bản vẽ C có hai hình chiếu. Thì hình nằm bên tay trái sẽ là hình chiếu đứng. Hình nằm bên phải sẽ là hình chiếu cạnh. Thông thường có hai bản vẽ mà có hai hình chiếu chắc chắn sẽ có một hình chiếu đứng ha. Vậy nếu trường hợp hình thứ hai nằm bên dưới sẽ là hình chiếu bằng. Trường hợp tiếp theo nếu hình thứ hai mà nằm bên tay phải của hình chiếu đứng thì sẽ là hình chiếu cạnh. Phần lý thuyết này, phần vị trí các hình chiếu buộc lòng phải nhớ đến hết chương vẽ để gọi tên các hình chiếu ha. Đây là phần bài tập ở trang 11. Cho vật thể hình A với các hình chiếu ABC, hình chiếu 1, 2, 3. Hãy đánh dấu X vào bảng 2.1 để chỉ sự tương quan giữa hướng chiếu với các hình chiếu. Rồi đây hình A, hình 2.6A. Thì tương ứng với hướng chiếu A, em sẽ thấy được hình chiếu là hình số mấy 1, 2 hay 3 ở hình B. Tương ứng với hướng chiếu B sẽ cho ra hình chiếu số mấy, tương tự với hình C. Sau đó các em điền vào bảng 2.1. Tiếp tục, ghi tên gọi của các hình chiếu 1, 2, 3 vào trong vở. Nhìn lớp nhìn nè. Với hình chiếu số 1, vậy tương ứng là hướng chiếu gì? Thì tương ứng với hướng chiếu hình C đó là hướng chiếu tên là hình chiếu. Hướng chiếu từ trái sang sẽ cho ra hình chiếu tên gì? Và tương tự với hướng chiếu A là hướng chiếu từ trước tới thì cho ra hình chiếu tên gì? Tương tự với hướng chiếu B ha, hướng chiếu B là dễ nhìn nhất các em. Đó là nhìn từ trên xuống, rồi hướng chiếu từ trên xuống cho ra hình chiếu tên gì? Hướng chiếu B là dễ nhìn nhất nha. Rồi cái phần này á, là do cái phần trên lớp, cái trang trên lớp học kết lớp học á, thì cô sẽ cho mấy đứa làm bài tập trắc nghiệm ở phía sau, nên ở cái clip này cô không có hướng dẫn nha. Cô sẽ để cho các em làm để cô thấy được mức độ cái lớp mình làm có đúng hay không. Đây là nội dung cái phần viết bài ở bài số 2. Bài tiếp theo chúng ta sẽ học đó là bài 4, bản vẽ các khối đa diện. Học xong bài 4 thì chúng ta sẽ làm bài thực hành bài 3 với bài 5 nhé các em. Cô chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo.